Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này ship.vn sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Matitiso, đã được ship.vn nhập khẩu trực tiếp từ Yoma Shop, một seller cực kỳ lớn và uy tín tại Mỹ thuộc quận Brooklyn, New York. Và kiện hàng này được vận chuyển đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở thành phố Auburn bằng dịch vụ USPS. Ở phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng này mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có được những góc quay thực tế nhất về mẫu đồng hồ ngày hôm nay. Bên trong kiện hàng thì mình có đặt mua đến 4 mẫu mà Matitiso các bạn nha. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay sẽ là mẫu D810BV. Nó nằm ở đây các bạn. Hẹn các bạn trong các video sau, mình sẽ review tiếp tục các mẫu còn lại nha. Phía bên dưới thì chúng ta sẽ có hóa đơn đến từ Yoma và cũng như các sticker quảng cáo rất là quen thuộc rồi. Tạm thời mình sẽ để qua một bên nha. Đi đến chiếc bọc chính của chúng ta. Thì bên ngoài bọc chính chúng ta sẽ thấy ngay tên thương hiệu Matitiso, một chiếc bọc rất là nhỏ gọn luôn. Phía trên này chúng ta sẽ có logo thương hiệu và dòng chữ Squidmate khẳng định chất lượng đến từ thương hiệu này. Và nói một chút xíu về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết thì Matitiso thì được ra đời tại Thụy Sĩ nha, hay nó chính xác hơn là tại dãy núi Jura của Thụy Sĩ. Ở độ cao 3.300 feet có một cái ngôi làng tên là Lebon de Martel, một cái ngôi làng ẩn mình trong một trong những cái thung lũng đẹp nhất của Thụy Sĩ luôn. Và tại đây thì năm 1886 công ty đồng hồ Matitiso đã được thành lập bởi Edmund Matitiso. Thương hiệu này thì ban đầu họ chuyên về đồng hồ tuần hoàn, tức là những chiếc đồng hồ repeater. Những chiếc đồng hồ này nó có chuông báo giờ và nửa giờ. Ngay sau đó thì công ty cũng đã tiến hành sản xuất đồng hồ chronograph, tức là đồng hồ bấm giờ đó các bạn. Và nó được chế tạo một cách khéo léo và chính xác đến mức họ đã thành công ngay lập tức luôn. Và trên thực tế thì Matitiso đã có được rất là nhiều giải thưởng danh giá về chất lượng ở trên khắp châu Âu các bạn nha. Thì đó là những cái thông tin tổng quan ngắn gọn nhất về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết. Còn bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta nằm bên trong chiếc bóc nhỏ gọn này nhé. Phần bóc này chúng ta sẽ là bóc mở đứng như thế này. Đó. À rồi, đây là nhân vật chính của chúng ta được cố định bởi một chiếc gối bằng mút như thế này. Một thiết kế rất là thông minh, đơn giản các bạn nha. Bên trong chúng ta sẽ có phụ kiện đi kèm là một chiếc thẻ của Matitiso, đơn giản vậy thôi. Rồi, đi đến nhân vật chính. Chúng ta thấy sản phẩm vẫn còn mới hoàn hảo 100% nguyên siêu nhé. Đây phần siêu mặt nè, siêu dây nè, cũng như là phần siêu khóa nè, và cả siêu mặt đáy nữa. Tất cả các chi tiết đều trong trạng thái hoàn hảo mới 100%. Đó, và đây là phần tag sản phẩm đó các bạn. Trên tag chúng ta sẽ có mã sản phẩm thôi, rất là đơn giản. Và mẫu đang trên tay mình sẽ có tên đầy đủ là Matitiso, Matitri hoặc Lady Watch, một mẫu đồng hồ dành cho nữ sử dụng pin đến từ bộ sưu tập Mati 3 của Matitiso. Và chúng ta sẽ có mã chi tiết cho mẫu này là D810BV. Mã sản phẩm này mình có để dưới tên video cũng như đường link truy cập sản phẩm phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc đồng hồ này với một mức giá vô cùng cạnh tranh trên trang chủ của ship.vn nha. Và phía sau tác là chúng ta sẽ có tên thương hiệu Matitiso nằm ra đời thôi, rất là đơn giản luôn. Rồi đi đến nhân vật chính thì mình xin phép mình tháo cái lớp siêu mặt ra cho các bạn có một cái trải nghiệm tầm nhìn nó tuyệt vời nhất trên sản phẩm này. Và đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ về đường kính ha. Đường kính cho mẫu đồng hồ nữ ngày hôm nay sẽ là 32mm với độ dày sẽ là 10mm. Một cái kích thước rất là dễ lên tay cho chị em phụ nữ luôn và nó dễ dàng phối với nhiều kiểu trang phục khác nhau. Về phần mặt kính thì chúng ta sẽ có là kính khoáng cứng, một loại kính rất là thông dụng rồi. Kính khoáng hay còn gọi là kính cứng đó các bạn. Đây là một loại thủy tinh được làm từ thủy tinh vôi đó các bạn. Và nó có độ cứng kém hơn so với mặt kính sapphire cho nên nó dễ bị trầy xước hơn. Tuy nhiên thì đổi lại kính khoáng lại có một cái lợi thế lớn hơn, đó là các bạn có thể dễ dàng đánh bóng lại như mới đối với những cái vết trầy nhẹ như là xước chỉ kim hoặc xước lông mèo ha. Còn đối với những cái vết trầy sâu và nặng hơn thì chúng ta nên thay kính chứ không nên lạm dụng cái việc đánh bóng. Nó sẽ tạo nên những cái vết lõm ở trên phần mặt kính rất là mất thẩm mỹ, vì bản chất của việc đánh bóng là chúng ta bào mòn đi cái phần kính đã bị trầy, cho nên các bạn lưu ý kỹ vấn đề này nha. Rồi nói về phần mặt số bên trong thì chắc chắn đây là một cái điểm khá là nổi bật, vì đây là một mặt số màu xanh lục các bạn. Một trong những cái tông màu cực kỳ nổi bật và nó khá là sáng luôn. Chắc chắn nó sẽ đem lại một cái sự thu hút nhất định khi các bạn sử dụng nó hàng ngày, thì chắc chắn là những mọi người xung quanh đều sẽ hướng ánh mắt về cái tông màu xanh lục này. Bên trên mặt số chúng ta sẽ có họa tiết GOC là những cái họa tiết vân caro như thế này, một trong những cái nét đặc trưng của Matitiso luôn các bạn. Nó một cái họa tiết rất là quen thuộc ha. Và anh giải thích thêm một chút xíu về cái ngôn ngữ mình nói là
họa tiết GOC thì đây là một cái tên gọi chung cho tất cả các họa tiết rất là nhỏ, lặp đi lặp lại nhiều lần có trên phần mặt số đồng hồ hoặc là bên trong các bộ phận đồng hồ mà các bạn thường thấy ở các mẫu đồng hồ cơ khí ha, thì đó là cái thuật ngữ chung cho các bạn dễ hiểu hơn. Rồi về phần tên thương hiệu sẽ đặt ở góc 12 giờ, góc đẹp nhất của mẫu đồng hồ luôn. Bộ kim chức năng vẫn được trang bị đầy đủ 3 kim chức năng chính, giờ, phút, giây và được thiết kế khá là thanh mảnh, tinh tế. Chúng ta sẽ có lớp phủ dạ quang trên kim giờ và kim phút nè. Lớp phủ này thì giúp chúng ta có thể quan sát tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng. Và để sử dụng tốt nhất cái lớp phủ này thì các bạn cần phải phơi nắng chứ đồng hồ chúng ta dưới trời nắng trực tiếp của ánh sáng mặt trời ha. Thì đây là cái nguồn sáng mạnh nhất và cũng như là sạc tốt nhất cho cái lớp phủ này luôn. Qua ánh đèn thì nó vẫn có thể sạc được nhưng mà cái độ sáng nó sẽ không tuyệt vời bằng ánh sáng mặt trời nha các bạn. Rồi về phần logo thương hiệu sẽ được đặt ở một vị trí rất là tinh tế, đó là phần đuôi kim dây. Các bạn sẽ thấy nè, nó sẽ di chuyển liên tục xung quanh mặt số mà là một cái trải nghiệm rất là thú vị ha. Phía dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ Squidmatch khẳng định chất lượng đến từ thương hiệu này. Để gắn được cái dòng chữ này các bạn nên biết rằng là chiếc đồng hồ chúng ta phải có trên 60% chi phí sản xuất, lắp ráp và kiểm định ngay tại Thụy Sĩ luôn thì mới có thể gắn được cái dòng chữ đầy chất lượng này. Ô cửa sổ lịch ngày sẽ được đặt ở góc 3 giờ và nó cụ thể hơn là nó thay thế luôn cho cọc số 3 giờ các bạn. Vì cái đường kính của đồng hồ nữ thì nó khá là khiêm tốn ha. Các bạn sẽ thấy là cái phần diện tích này sẽ được sử dụng cho cái ô cửa sổ lịch ngày. Mà để tăng thêm cái khả năng quan sát thì Matheuso có trang bị cho chúng ta một cái lớp ngay trên phần mặt kính nè để phóng đại hơn cái cửa sổ lịch ngày này. Bên trong cửa sổ lịch ngày chúng ta thấy nền màu trắng và chữ số màu đen thì cũng rất là dễ đọc luôn. Và cái điểm nhấn tiếp theo đó chính là phần cọc số. Ở đây chúng ta sẽ có cọc số Zirconia, thì theo Matheuso thì họ công bố trên trang chủ là như thế. Họ gọi là cọc số Zirconia, được đính những viên pha lê rất là lấp lánh, mang lại cái vẻ sang trọng hơn và tôn vinh cái vẻ quý phái trên cổ tay của nữ giới hơn rất là nhiều với những viên pha lê như thế này. Thiết kế nổi bật tiếp theo mình muốn nói đây đó chính là phần viền benzen. Đây là một trong những cái đặc điểm nhận diện thương hiệu của bộ sưu tập này ha. Chúng ta sẽ có một cái vành benzen bông rất là đẹp luôn với những cái thiết kế nan vành đồng xu như thế này, tạo nên một cái hiệu ứng cực kỳ bắt mắt luôn nha các bạn. Đi kèm với đó chúng ta sẽ có một cái lớp mạ BVD demi gold trên toàn bộ sản phẩm. Demi có nghĩa là mạ nhấn ở một số cái chi tiết các bạn, như là phần vành benzen nè, núm vặn nè, cũng như là các chỉ giữa của dây đeo, tạo nên cái sự nổi bật hơn, điểm nhấn thu hút hơn trên cổ tay của nữ giới. Và đây là một trong những cách mạ rất là được yêu thích trong giới mộ điệu đồng hồ luôn nha các bạn, không chỉ riêng đồng hồ nữ. Và những cái chi tiết được đánh bóng này sẽ được chi tiết được mạ BVD này nó sẽ được đánh bóng luôn các bạn. Đó, nó mang lại cái nét bóng bẩy sang trọng hơn rất là nhiều và cùng với đó là những cái hiệu ứng bắt sáng cực kỳ đẹp mắt khi chúng ta di chuyển cổ tay nhẹ nhàng ở các góc nhìn khác nhau như thế này. Nó thu hút được rất là nhiều ánh nhìn xung quanh. Về phần nấm vặn chính thì trên mặt nấm chúng ta sẽ thấy ngay logo của thương hiệu được khắc rất là sắc nét, nó tăng thêm cái độ nhận diện thương hiệu từ góc nhìn hai bên. Và vật liệu hoàn thiện lên chiếc đồng hồ ngày hôm nay từ dây đeo, khung vỏ tới và cả phần vành benzen, tất cả đều sẽ là thép không gỉ 316L, một loại thép chuyên dụng để sản xuất đồng hồ và nó có tính chất chống ăn mòn tổng thể tốt hơn trong môi trường nước biển hoặc là các chất lỏng có tính axit như là mồ hôi. Ở bên cạnh đó thép 316L nó cũng chống lại được một số đặc tính từ tính nữa. Thì đây là một cái khả năng cũng khá là quan trọng ha, và nó nằm đặc biệt thì nó quan trọng trên các mẫu đồng hồ cơ khí thôi. Còn đối với các mẫu đồng hồ sử dụng pin như thế này chúng ta cũng không quá quan tâm tới cái vấn đề này. Chế tay đánh bóng thì chúng ta sẽ thấy họ sử dụng hai bên phần thân vỏ đó nè, rất là đẹp luôn, mang lại cái sự bóng bẩy hơn rất là nhiều. Mặt lớp và cũng như hai chỉ ngoài cùng của dây đeo sẽ vẫn là chế tác phay xước, hay giữ lại cái nét cứng cáp hơn cho mẫu đồng hồ. Về thiết kế dây đeo, ở đây chúng ta sẽ có thiết kế dây đeo dạng Jubilee, tức là các mắt dạng bán tròn như thế này và khá là nhiều mắt ha. Nó tạo nên cái cảm giác đeo nhẹ nhàng hơn, ôm tay hơn rất là nhiều và cái cảm giác đeo sẽ cực kỳ thoải mái trong suốt cả một ngày mà các bạn đeo đồng hồ luôn. Về phần khóa chúng ta sẽ có là khóa gập truyền thống nè, trên mặt khóa chúng ta sẽ có tên thương hiệu Matheuso, cũng rất là sắc nét các bạn. Thiết kế mặt đáy thì vẫn như mọi khi, một thiết kế đáy kính nè, và cùng với đó là những cái thông tin về sản phẩm ha. Ở phần mặt đáy này thì họ cũng chế tác đánh bóng luôn các bạn. Logo thương hiệu rất là lớn đặt ở phần trung tâm cùng với tên thương hiệu Matheuso. Rồi chúng ta sẽ có những cái thông tin như là stainless steel nè. Đó, stainless steel K các bạn có nghĩa là vật liệu thép không gỉ ha, chuẩn Squidmatch, khả năng kháng nước 5 ATM, water resistant 5 ATM, có nghĩa là 50m các bạn, đủ để các bạn có thể tự tin cho các hoạt động hàng ngày. Rồi đó, tất cả những cái thông tin chúng ta có bên dưới phần mặt đáy này. Còn bên trong khung vỏ chúng ta sẽ được trang bị cỗ máy Ronda 585 sử dụng pin nhé, và nó có độ chính xác khá là cao. Máy pin thì nó luôn hoạt động liên tục cho đến khi nó hết năng lượng mà thôi, không cần phải tinh chỉnh thời gian thường xuyên như các mẫu đồng hồ cơ khí, và cái độ sai số của nó cũng khá là thấp ha. Đây chính là cái điểm thực dụng của máy pin so với máy cơ khí, cũng là điểm mạnh luôn. Đây là mình chỉ so sánh với những chiếc máy cơ khí thông thường thôi nha các bạn, còn đối với những cỗ máy cơ khí cao và siêu cao cấp thì mình cũng sẽ không bàn tới. Mình đang đánh giá trên cái độ chính xác thông thường rồi. Đó là về máy pin ha.
Và qua các góc quay bạn thấy đó, sản phẩm của chúng ta mới hoàn hảo 100%, không hề có dấu hiệu cấn móp hay trầy xước ha. Phía trên phần khung vỏ nè, bình benzen cũng như là mặt kính, dây đeo, tất cả các chi tiết đều trong trạng thái hoàn hảo, mới nguyên siêu 100%. Và đó cũng là tất cả những cái góc quay thực tế nhất về mẫu đồng hồ ngày hôm nay, cũng như là những cái chia sẻ chi tiết nhất của easyship.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu đồng hồ Mathe Tissot nói chung, cũng như là mẫu Mathe Tissot Mathe Tree dành cho nữ ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại easyship.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất nhiều thương hiệu. Đến easyship.vn này các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại easyship.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.